Rồi, hello, em chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Thì ngày hôm nay em được anh em ủng hộ rất là nhiều và nhiệt tình nha. Những cái món đồ theo xe như là bốn cây bô quay thái 110 này là em đã bán hết rồi nha anh em. Đó, bốn cây bô quay thái 110 em đã bán hết rồi. Rồi bộ sườn lóc giấy alpha, rồi bộ nồi 199, bộ nồi khu 1 đồ là đã bán hết rồi nha anh em. Cục máy anh pha lóc đen này thì ngày mai anh khách anh lên lấy luôn. Nói chung là cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì cục máy 99 này để em xem tình hình coi. Ổn không ổn thì ngày mai em đưa em ấy lên bàn mổ luôn. Đó, vệ sinh sạch sẽ cho ổn ổn thì ngày mai đưa em ấy lên bàn mổ luôn anh em, chứ đợi gì nữa. Thế anh em. Đó. Thì ở đẳng em còn cục 2.000 mà ngày mai em vệ sinh, mai em vệ sinh đó. Ok, bây giờ em không có làm mất thời gian của anh em nữa, em có bày ra được một tí phụ tùng quay thái 110 và phu trò 1, em lên sóng em bán hàng với anh em, mong được sự ủng hộ của quý anh em. Số điện thoại của em là 0865 890 158 đó. Thì trước khi đi vào video bán hàng thì mình có chốt một cái đơn hàng cho một anh trai ở Vĩnh Long. Nói chung anh khách này là anh khách quen của mình nha, mình cũng bán hàng cho anh suốt bên Vĩnh Long. Nói chung anh em Vĩnh Long ủng hộ em rất là ok nha. Hồi trưa này có ba ông anh ở bên Vĩnh Long qua nữa, mà tiếc nỗi ông anh mình nó không chọn được cây bô nào hết. Thì thôi, không chọn được thì dịp khác đầu em tiên. Ôi lộn cái gì rồi anh em ơi, lộn cái gì rồi. À đây, đúng rồi, mình có chốt cái đầu lòng 110 này cho anh khách nè, với lại cây dên. Trời, 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 trời. Cái đầu lòng 110 này mình mới chốt cho anh khách của mình bên Vĩnh Long rồi, anh ta chuyển khoản cho mình rồi nha anh em, với cây dên. Thì nói chung cái này là em quay lại cho anh trai coi. Nói chung cây dên này là em bao cứng cho anh về ráp nha. Đó, đầu lòng với cây dên thì mình đã chốt cho anh rồi. Ngày mai bắt đầu mình cạo dên này ra nha nè. Mai mình mới cạo dên này ra. Tại vì nói chung cạo nó hơi ấy xíu. Bởi vì bây giờ mình thì mình bán đầu lòng với cây dên rồi. Bây giờ mình còn cái lốc bơm. Mình bán cái lốc bơm. Thì mình bán cây dên này mình bán rồi nha. Thì bây giờ mình bán cái lốc bơm. Lốc bơm quay thái 110 đời 99 nè. Cái lốc bơm này là mới rớt lần đầu, nguyên zin, đẹp tuyệt vời. Cái lốc bơm này anh em nào chốt mình bán giá 1.200.000 nha. Lốc bơm này là không lỗi lầm nha anh em, mình bao anh em không lỗi lầm. Tại vì máy đầu nồi bít rớt xuống mà, kể cả con ốc này luôn vẫn không có bị tan luôn nha anh em. 10 xe ốc này tan hết 8 xe rồi. Đó, lốc bơm đẹp nha anh em, không lỗi nha, không lỗi răng cỏ nha. Nhông bơm đẹp, bánh bơm không bể nha anh em. Rồi cái quên nữa, tí xíu nó nhét cái nhông bơm vô liền, để một lát nó sót nữa. Đây, nhông bơm của nó đây. Đó. Thì mình bán cho anh em nè, đầy đủ nguyên cục bơm nè, lốc bơm đầy đủ cục bơm, đúng cục bơm quay 110 nha anh em. Đó là cái lốc bơm này mình bán cho anh em với giá là 1.200.000, bao anh em không lỗi lầm. Đúng lốc bơm quay thái 110, răng cỏ đẹp như mới luôn. Đó, bao răng cỏ nha. Lốc bơm mình bán giá 1.200.000 nha anh em. Ốc xả nhớt mở ra luôn, để mất công anh em nếu mình bán hàng mập mờ nữa. Mà có cái gì đâu mập với mờ anh em. Mập với mờ cái gì? Dòng thứ ba cái đồ quỷ mà có 1.200.000 một mờ cái gì. Bô bán cây 6-7 triệu mà anh em chốt chốt lọp đợp không đủ nữa mà mập mờ cái gì nè. Nguyên zin nè, đầu vàng khè nè, đúng chưa. À, 1.200.000 miếng lốc bơm đúng quay thái 110, phu một mình bán rẻ hơn nha. Phu một nó bán tầm 1 triệu hết ra rồi, lốc bơm đẹp á. Còn lốc bơm trung trung bán 900.000, còn đúng lốc bơm quay thái 110 đẹp là 1.200.000 nha. Trời, cái này chưa vệ sinh thôi, chứ vệ sinh ra cái mình hứa với anh em luôn, bao đẹp mà vệ sinh xong rồi là không có giá 1.200.000 đâu. Tại vì cái gì, vệ sinh là công mình rửa ngồi kỳ cọ rồi mình tốn thuốc men này nọ nữa, tốn quá chất nữa nghe nè. Đó, ok, lốc bơm 1.200.000. Đó, tiếp theo là mình còn được một cái lốc bơm quay alpha lốc trắng 203 cây dên bán cho ông anh rồi mai giao. Này.
lốc bơm quay alpha lốc trắng 203 chữ công HVN KFM gạch 2 mới rớt lần đầu nguyên zin, sơ mi zin cực kỳ đẹp, không sọc, không rỗ, không khuyết, không lỗi răng cỏ nha, bao tất cả các răng cỏ cho anh em, không lỗi răng cỏ, răng cỏ là cam kết là đẹp 100%, bao đẹp nha. Cái lốc bơm này mình bán anh em với giá 300.000 nha. Anh em thấy có thấy sự chênh lệch với lốc bơm 110 với 100 nó quá lớn không? Nó chênh lệch gấp mấy lần nha anh em, 300.000 nguyên zin. Đó, anh em mua về ráp bơm nhất tiền 100. Quen pha lốc trắng chữ công 203 nguyên zin. Rồi tiếp theo nữa là mình còn được một cây gác chân 2 tầng phu chờ 1 ngay băng luôn. Bao ngay băng luôn anh em. Không cong vên. Và cây gác chân 2 tầng này là nó nói chung là mình thấy mấy con ốc này là chưa tháo luôn à. Ngay thẳng không cong vên nha anh em. Thì gác chân 2 tầng này mình bán 350.000. Mình bao anh em là dày dặn, về anh em vệ sinh ra, anh em ráp lên xài. 2 tầng nha, rất là dày nha anh em, theo xe. Phu chờ 1 350.000. Tiếp theo mình còn được một, mình bán video này mình bán một bộ lửa phu chờ 1. Phu chờ 1 đời mấy cái. Lửa phu chờ 1 đời 202 nha anh em. Lửa phu chờ 1 đời 202 Mitsuba ngày 6 tháng 7 năm 202. Đó. Dĩa đề đúng dĩa đề lớn. Đúng dĩa đề lớn 110 nha anh em. Đó. Đúng dĩa đề lớn 110. Ủ thì khá. Bộ này giá tầm trung nha anh em, giá tầm trung. Bi thì bi đẹp anh em, bi đẹp. Đó. Hoa lăng đẹp, không cọ không gì hết. Anh em về trải nghiệm cảm giác đi lửa 110 thái. Bộ lửa này mình xin được bán cho anh em dưới giá là 1.300.000. 1.300.000 nha anh em. Đời lửa đời máy thái luôn nha anh em. Bộ lửa này đời máy thái luôn nha. Đây, hình ngôi sao ba cánh nè anh em. Chứ không phải mà đời máy Việt Nam MVC giống Alpha nha, đời máy thái nè. Hình ngôi sao ba cánh. Đó. Bao anh em là dây dắt chỉnh tề không đứt nối gì nha. Đó. Mình bán bộ lửa này cho anh em dưới giá là 1.300.000. Rồi tiếp theo mặt hàng hot nè, mình còn lẻ được một cái lồng quay thái 110 đời 99 ít tăng đa mới rớt lần đầu, đúng lồng 99 chữ nhỏ luôn nha anh em. 108 cm khối KF-ML 1, cái một ruồi bự nằm ở trên nè, đúng lồng 99 chữ nhỏ luôn, không có lỗi làm gì nha anh em, không sức mẻ gãy cánh, lồng nguyên zin mới rớt lần đầu. Ở dưới này đóng dơ mình chưa vệ sinh nha, anh em về tự vệ sinh. Ron chân nồng theo xe còn luôn. Còn luôn. Cái lồng này mình bán với giá 2.700.000 nha. Cái lồng ở tăng đa bao đẹp nha anh em, lồng là bao anh em cực kỳ đẹp. Mặt võng còn rất là dữ nha. Bao anh em lên xe nha, không sọc, không xước, không khói, không đốm, không gì nha anh em. Lồng này mình bán giá 2.700.000, sơ mi zin nè. Không có đóng lồng, đóng liếc gì đâu nha anh em. Đó, mình mua bán mình tả chuẩn chỉ cho anh em. Thuận mua vừa bán chứ không có bán đồ bậy nha anh em. Ui da. Cánh lồng nó bén dữ trời. Chữ tài đứt nữa. Rồi mấy cái nhôm dư nè anh em, nó bén dữ lắm. Nhôm dư nó bén dữ lắm nha anh em. Đó. Đó, bao đẹp nha anh em. Còn khét lắm nha anh em. Lồng này giá 2.700.000 nha anh em. 2.700.000. Lồng còn rất là đẹp nha anh em, sọc tua tủa luôn nha. Đó. Anh em thấy còn sọc tua tủa luôn không? Thấy không? Ở tăng đa nha anh em, ART nè. Đúng lồng 99 luôn nha anh em, KFL nè. Cái lồng còn khét lắm nha anh em, sọc tua tủa luôn á. Đó, thấy không? Cái lồng này ở tăng đa mới rớt lần đầu, KFL in, mình bán với giá 2.700.000. Anh em có xài liên hệ mình nha. Đó, anh em nào đang đi lồng code 1 bị rớt thì mình liên hệ em.
Nói chung mấy cái lồng 110 á, tầm này bây giờ mình nói thẳng với anh em á, thị trường người ta bán gần 3 triệu một cái không à. Nhưng mà nguyên nhân mình bán 2 triệu 7 ở đây không phải là mình giảm giá hay cái gì, nhưng mà mình thấy nó dơ thì anh em về phải tốn công vệ sinh này nọ. Đó, mình nói thẳng với anh em là như vậy. Với lại mình mua cũng có cái giá tốt thì mình bán tốt thôi. Đó. Rồi. Ở đây mình còn được một bộ dên lóc quay thái 110 đời 2000 cặp. Đó. Anh em mua dên, mình bán dên 1.800.000. Anh em mua lóc, mình bán lóc 1.200.000. Đó, mình báo luôn dên lóc thì 3 triệu. Đó, mình báo anh em luôn cây dên này là khỏi bàn về độ cập. Mới nói thẳng luôn, đời 2000 ba chữ KML nè. Thì nhiều anh em hỏi mình á, tại sao là có đời chữ ba chữ KML chữ to. Thì cái đời này cái đời giao thời giữa 99 với 2000 cũng hiếm lắm. Đó. Cái còn một số anh em hiểu lầm phu 1. Ừ đúng, phu 1 vẫn có luôn, nhưng mà phu 1 đời máy thái 99 2000 nha anh em. Đó, vẫn có luôn phu 1 máy thái 99 2000, còn phu 1 đời cao mà cái đời Việt Nam á là nó chữ KML nằm ngược cái chữ HVN mới đúng nha. Đó, mình bao dên lốc ghim đẹp cho anh em đàng hoàng, bộ dên lốc này mình bán 3 triệu. Cây dên anh em lấy thì cứ 1.800.000 một cây là bao dên đẹp nha. Bao dên về xài liền chứ không có ép. Đó. Độ rơ là bao khích kinh khịch cho anh em luôn. Đó, mình mua bán tình thiệt, mình tả chuẩn chỉ. Cây dên là bao cứng, nói chung là bao anh em về ráp đó. Đạn zin nha, nhẹ nhàng nha anh em. Nè, xe đi nhất sập tưng đáp điếc đồ còn đủ nè, thấy không? Đi nhất sập tưng nha. Đó, bánh bơm đồ nguyên zin. Nè, nó chưa có ăn vô trong rồi để mình rá cho nó ăn cái. Nè, bánh bơm nè, không có rẫy gãy gì hết trơn nha anh em. Đó. Màu còn mới chốc đẹp luôn nè, thấy không? Zin đầu bên này không bị khuyết luôn nè, thấy không anh em? Không bị khuyết luôn nha. Dên đẹp nha. Bộ dên lóc thì mình bán 3 triệu nha. Còn anh em mà mua lẻ cái lóc bơm này cứ 1.200.000 một miếng. Đúng lóc bơm quay thái 110 đẹp, còn cái dên cọp này mình bán 1.800.000. Anh em xài liên hệ cho mình. Đó. Còn cái bộ dên lóc với số này đó, 6.500.000. Đúng 6.500.000, không hơn không kém. Trời ơi, số tầm này nó thẳng với anh em một câu, mình dám hứa luôn. Đó, mình dám hứa luôn, chắc mình nghĩ hiện tại giờ chắc khó gặp được cổ số lắm thiệt. Bây giờ anh em hỏi anh em nào mà muốn chính xác nữa, mình nói thật luôn, kêu những anh em rã xe vô coi đúng cái quy đô nè, có phải cổ số này như mình nói số này bây giờ hiếm không? Đó. Đó, tầm này mình nói thẳng anh em một câu luôn, đi tìm đối thủ luôn. Số 2 là mình nói với anh em chưa hết lông mèo luôn nha. Đó, 6.500.000 combo dên lóc số, luôn cốt đạp cốt số báo số 110, mà cái cốt số cỡ này là anh em tự mà hiểu ha, khỏi nói nhiều. Đó, anh em xài thì hú mình. Lửa liếc các kiểu phu 1 thì cứ một bộ lửa phu 1, cái nắp lửa với cuộn lửa thì cứ 1.650.000. Còn anh em mua lẻ bộ lửa là 1.350.000. Đó. Cái nắp lửa là 400.000 một cái. Rồi, vậy đi. Bộ bán hết rồi nha anh em. Còn cục máy này anh em nào chốt full cục máy này là 21.000.000. Cái nắp lửa này em nói thẳng với là một câu luôn, bây giờ anh em mua đi, rớ vô đây cái nắp lửa này là 1.000.000 á. Sơn cỡ này bây giờ anh em kiếm đâu ra? Mặt tiền không có nổ luôn nè, măng măng nhẹ thôi. Những chiếc xe em thấy xe có 5-70. Cụ đề 99 tem là thối thằng luôn, xăng con 99, mai mình vệ sinh sạch sẽ bên trong luôn, quay bán luôn nè. Báo giá cái bình này luôn nè, cái bình này anh em nào chốt giá 1.500.000, hỗ trợ anh em vệ sinh từ trong ra ngoài luôn, anh em chơi thì tháo xuống liền đó. Đầu lòng nè, bán tù mù nè, anh em nào dám chơi không, 6.500.000 gỡ ra đẹp rồi bán giá cao hơn, chắc cú là đẹp rồi, khỏi nói. Lửa nồi bốn nồi cáp là ba chữ nè. Thôi chào anh em nha, chúc anh em sắp tới có một kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 thật là vui vẻ nha.